Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem video luôn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự như ý, thành công trong mọi cái công việc của mình ha cô chú anh chị. Thì trong cái video ngày hôm nay em chia sẻ với cô chú anh chị, đó là cái tập 2 trong cái quá trình chăm sóc cái cây mai từ đầu năm đến cuối năm. Đó là hôm nay là em sẽ làm cái công việc gì tiếp theo cho cái mai sau khi chúng ta trồng vào cái chậu đó, thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị để cô chú anh chị biết có thể áp dụng ha. Đó thì ngày hôm qua em có chia sẻ với cô chú anh chị mình đó, là chúng ta cái cách trồng cái cây mai bứng từ đất trồng vào chậu đó. Cây mai bứng từ đất tức là những cây mai đang như này nè đó, những cây mai mấy đứa em nó đang quấn để gửi cho cô chú anh chị ở gần xa nè. Đó, cây quấn băng keo nè, là những cây mai bứng từ đất trồng vào chậu ha. Thì về chúng ta sẽ áp dụng cái cách trồng vào chậu như em chia sẻ trong video ngày hôm qua ha. Rồi trong hôm nay thì em sẽ tiến hành tưới phân thuốc cho nó. Đó, thì đầu tiên em xin nhắc lại cái quá trình trồng cái cây mai vào cái ngày hôm qua như thế nào đó, để mà cô chú anh chị có thể biết được và cô chú anh chị áp dụng cho nó đúng ha. Đó, thì đầu tiên khi mà cái cây mai chúng ta mua về nó sẽ như thế này, nó được quấn như thế này, thì chúng ta sẽ gỡ ra hết, hoặc là cô chú anh chị bứng từ đất của cô chú chị lên cũng vậy, hoặc là mua về cũng vậy đó. Thì chúng ta sẽ gỡ ra hết, gỡ cho lòi cái đất ra đó, lòi những cái đất ra ha đó. Đó, gỡ hết ra, bỏ hết ra để chừa đất, rồi chúng ta sẽ moi vòng vòng đó, moi vòng vòng đất nè, moi vòng vòng vô từ mí của cái bao này vô khoảng nhiêu nè, chúng ta moi vòng tròn như thế này đó, cho lòi đầu rễ ra cái ha đó. Rồi chúng ta sẽ cắt cái đầu rễ cho nó bén lại một cái đó. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị chất trồng là chấu sống và sơ dừa trộn sẵn. Chấu sống và sơ dừa trộn sẵn ha cô chú anh chị, cô chú anh chị lưu ý ha. Chấu sống và sơ dừa trộn sẵn đó, chúng ta sẽ lót cái đá chậu xong rồi chúng ta cho chấu sống và sơ dừa vào, rồi chúng ta để cái cây lên đó, cây chúng ta mới vừa xử lý đó chúng ta để lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ ém cái chất trồng xung quanh cho nó chặt lại đó, cho nó chặt lại. Chúng ta sẽ tưới nước đẫm một cái đó, tưới nước đẫm một cái, rồi tưới nước thiệt đẫm vào cái ngày đầu đi, để xả những cái chất trong cái chất trồng nó trôi hết đó. Rồi xong chúng ta sẽ để gáo, ngày hôm sau chúng ta sẽ không tưới gì hết đó, cho đến hôm nay là buổi chiều của ngày hôm sau ha. Buổi chiều thì trong cái quá trình của ngày hôm sau đó chúng ta không tưới gì, tuy nhiên là chúng ta có thể phun nước lên trên thân nó vào buổi trưa đó, buổi trưa 10 giờ trưa hoặc là 2 giờ trưa gì đó, có thể là hai cử luôn được, chúng ta chỉ phun lên thân thôi, không có tưới vô gốc ha, phun sương trên thân cho giữ ẩm cái cây thì nó sẽ phát triển tốt hơn, nó ẩm cái cây nó sẽ mau mọc, mọc chồi mọc nhánh đó. Rồi giờ chiều lại thì chúng ta sẽ tiến hành là tưới thuốc cho cây đó. Thì hai cái loại thuốc đầu tiên trong cái cử đầu tiên sau khi trồng cây mai á, nó có hai cái loại này, một là cái Gidomingon ha, Gidomingon 680 kép g Syngenta ha đó, gói này gói 100g của chú anh chị lưu ý ha, gói này 100g thì một gói này cô chú anh chị sẽ pha được cho 40 lít nước là tương đương với hai cái thùng bê này nè đó, hai cái thùng bê thùng sơn này ha, dạng thùng sơn đó, đó 40 lít là tương đương hai thùng này nha đó. Cô chú anh chị sẽ pha một thùng này là nửa gói Gidomingon cho vào, và đồng thời sẽ sử dụng cái gói Atonit này đó, Atonit thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng ha, Atonit 1.8 SC chính hiệu Nhật Bản ha đó. Chúng ta sẽ sử dụng một gói này, cái này bịch này là hai gói ha cô chú anh chị đó, bịch này là hai gói đó, chúng ta sẽ lấy một gói thôi. Chúng ta pha cho một cái thùng bê 20 lít này đó, rồi chúng ta sẽ quậy đều hai cái hỗn hợp này lên đó, quậy đều hai hỗn hợp này lên, rồi chúng ta sẽ tiến hành tưới cho cái cây đó. Thì tưới thì bây giờ em sẽ áp dụng trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem luôn. Và trước tiên thì em xin phép là em nói về cái công dụng của nó, mình tưới cái này để làm gì đó. Tưới cái Gidomingon này nè, trong cái cử đầu của cô chú anh chị, cái mục đích là nó phòng ngừa thối rễ đó, cái này là nó phòng ngừa thối rễ rất là hay hết cô chú anh chị
Đó, cái này nó phòng ngừa thối rễ rất là hay luôn. Đó, những cái cây mà nó có nguy cơ thối rễ qua những cây mà vào mùa nước, nếu mà mùa mưa nhiều rồi đó, bị ngập nước rồi đó, thì chúng ta tưới cái này nó sẽ phòng ngừa thối rễ hay, và nó bảo vệ được cái bộ rễ chúng ta, bộ rễ của cây cây mai ha. Đó, nó không bị thối rễ rồi này kia, và nó cũng như là giúp cho cái bộ rễ nó có một cái lớp bảo vệ gì đó, nó tăng cái sự phát triển sức sống lên ha. Đó, và cái gói Atonis này nó giúp cho cái cây chúng ta nó tăng cái độ phát triển lên, nó giữ cái cây được tươi, rễ nó mau kéo liền sẹo lại, rồi mau đâm rễ ra đó cô chú anh chị. Đó là cái này. Đó, cái loại này Atonis này rất là hay ha. Đó. Thì bây giờ em sẽ pha chung với nó lại với nhau, rồi em sẽ tưới trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem cái cách tưới luôn ha. Rồi, giờ bây giờ thì em sẽ cắt nó ra trực tiếp luôn và em sẽ tưới cho cô chú anh chị mình xem luôn, để tránh cái trường hợp là cô chú anh chị mình nói là tưới không có đúng liều, thí dụ như là không có biết cái cách mà sao cho đúng á. Đó, cắt ra ha, một gói nè. Đó, một gói thì em sẽ cho vào trước nè, cho vào cái thùng bê trước nha. Đó, một gói. Đó, cái Atonis thì có màu hơi đỏ đỏ, nâu nâu, đen đen. Đó, ra nước thì nước nó sẽ ra cái màu gì hả cô chú anh chị. Đó, đầu tiên là một gói ha, còn lại một gói nha, còn lại gói. Đó, đầu tiên là chúng ta sử dụng một gói thôi, tạm để đây đi. Rồi, tới ghi Domingon này là còn nguyên gói nha cô chú anh chị. Rồi, em sẽ cắt ra. Đó, rồi cô chú anh chị có thể nhắm chừng ha. Thì tại em tưới quen rồi là em nhắm chừng được, là em biết là được bao nhiêu là nửa gói nè, cho vào nè. Đó, rồi nửa gói. Đó, còn lại nửa gói. Còn lại nửa gói nè. Đó, để đây. Rồi, sau khi cho vào thì cô chú chị sẽ dùng cái cây, cô chú anh chị sẽ quậy lên nha, quậy cho nó đều lên. Khi mà quậy đều lên thì cái Domingon này nó sẽ có cái nước màu hơi vàng vàng nha cô chú anh chị. Ở Domingon này màu hơi vàng vàng, nó hòa chung với Atonis thì nó ra vàng hay đen đen. Đó. Cô chú anh chị lưu ý là chúng ta sẽ quậy cho nó đều lên, để cái thuốc nó hòa lẫn vào nước cho nó đều, chúng ta tưới nó hiệu quả. Rồi, sau khi quậy đều rồi chúng ta sẽ tưới. Rồi, về cái cách tưới ha, cái cách tưới không phải là chúng ta sử dụng một cái thùng bê này chúng ta tưới cho một cây nha cô chú anh chị. Đó, cái thùng bê này là em lường cái liều tiêu chuẩn á, để cô chú anh chị có thể áp dụng, tại vì cái thùng bê này rất là thịnh hành đó. Rồi thì bây giờ em sẽ tưới nè. Đó, cái ca này là cái ca 1 lít nha cô chú anh chị, cái ca 1 lít nha. Em thử tưới cái chậu này là cái chậu 5 nè. Đó, chậu 5 nè, em thử tưới cho bao nhiêu. Đó, em sẽ tưới vòng vòng nè. Cô chú anh chị lưu ý ha, chúng ta sẽ tưới vòng vòng. Cái cử đầu tiên là chúng ta sẽ tưới ướt đẫm luôn cái gốc luôn nha cô chú anh chị. Ướt đẫm cái gốc. Đó, ướt đẫm cái gốc ha. Đó. Đó thì em múc không được đầy thì múc nữa nè. Nói chung là cái cây này thì tưới chắc khoảng 4 lít nước đó cô chú anh chị. 4 lít. Đó là xong một cây ha. Đó, cô chú anh chị có thể tưới thêm một chút nữa cũng được nè. Đó, tại vì cái cử đầu này là có cái Domingon với Atonis này, cô chú anh chị tưới được bình thường đó. Rồi, xong. Khoảng 4-5 lít đi. 4-5 lít đi. Rồi cây tiếp theo ha. Đó, đây, cho tưới nè. Đó, chúng ta tưới làm sao cho nó đảm bảo là nó hòa lẫn, nó ướt đều các cái chất chồng hả cô chú anh chị, ướt đều cái chất chồng. Đó, đó, hai cây. Thì ở đây cũng
Đó, tưới cho ướt đều. Chủ yếu là ta làm sao mà cho nó thấm đều cái bộ rễ ha cô chú anh chị. Đó, 3 cây. Chủ yếu là trong cái gốc này nè, chỉ dưới vòng vòng này nè, là cái rễ nó nằm vòng vòng đó đó. Chúng ta tưới cho nó ướt đều một cái. Rồi thì 4 cây là tương đương một cây là 5 lít thôi cô chú chị. Thùng B 20 lít thì tương đương một cây 5 lít đó. Còn dư xíu nè, dư xíu thì em tưới hết cho nó luôn. Đó, cái cử đầu này là cô chú chị lưu ý, cái cử đầu này cái cây chúng ta nó chưa có lá gì hết, cô chú chị tưới bình thường. Đó, tưới bình thường nha. Đó, không có sợ quá liều. Còn khi mà chúng ta có lá, cái cây có lá thì cô chú anh chị tưới á, nó mới sợ quá liều ha. Đó, rồi tưới vậy là xong. Rồi thì sau khi tưới như thế này thì nhiều cô chú anh chị thắc mắc là mình có xả nước hay không. Đó, thì khi tưới như thế này là mình không có xả nước hay cô chú anh chị. Chúng ta không có xả nước, chúng ta để cho cái chất thuốc á nó thấm vào bộ rễ cây, nó thấm vào vào cái da của cái rễ cây ha. Đó, để nó hút, nó thẩm thấu vô. Chúng ta tưới nước cũng như chúng ta rửa cho nó rồi, cho nên là chúng ta không có tưới nước, xả nước lại. Đó, và khi chúng ta tưới như thế này thì khoảng 2-3 ngày sau chúng ta mới tưới nước lại. À, chứ chúng ta ngày mai chúng ta cũng không tưới nữa. À, ngày mai thì chủ yếu chúng ta sẽ phun nước lên trên thân cây á, phun nước lên trên thân cành cây nè. Đó, để cho nó giữ ẩm cái cây, giữ ẩm cái cây ha. Đó, để cho cái cây nó mau ra tược. Khi mà chúng ta giữ ẩm tốt và chúng ta tưới thuốc, phân thuốc cho nó như vậy thì nó sẽ rất là nhanh đâm tược ha cô chú anh chị. Đó, thì đó là cái cách mà để cái cây mai chúng ta nhanh ra rễ và nhanh đâm tược sau khi trồng vào chậu ha. Đó, rồi thì hiện tại á thì em cũng còn giao lưu một số cái cây mai phôi, cây mai tàn của cô chú anh chị đó, đầu năm để cho đến cho tất cả cô chú anh chị mình ha. Đó, cây thì hoành là thường từ 19, 20, 21 là nhiều. Đó, chiều cao thì chiều cao là 1,5 m đó. Đây như người đang đứng nè, đó là cái cây kế đây, nó cao nè, nó cao hơn người nè, nó cao hơn nè, nó cao hơn nè ha, trên 1,5 m hết. Tuy nhiên là khi xả tàn lại cô chú chị xem ha, nó khi xả tàn lại thì nó còn khoảng 1,1 m, 1,1 m, 1,2 m thôi. Đó, còn khoảng 1,1 m, 1,2 m thôi. Đó, chúng ta xả tàn là chúng ta sẽ xả ra như thế này. Đó, chúng ta chỉ lấy những cái xương chính đó thôi. Đó, nó như thế này ha. Đó, và khi gửi thì quấn lại rất là kỹ cho cô chú anh chị nè. Đó, rất là sợ nó bị gãy rồi, chúng ta sẽ quấn rất là kỹ, xong rồi quấn bao rồi vô lại nữa, quấn băng keo ở ngoài đó. Đó, chúng ta sẽ xả ra như thế này. Đó, mà khi chưa xả thì cô chú chị nhìn nó chưa xả thì nó rất là dữ dằn luôn. Đó, chi dâm nó rất là nhiều nè. Đó, chưa xả thì cái chi dâm nó rất là nhiều ha. Đó, đó cành nhánh dâm nó rất là nhiều. Đó, nó loạn xả hết. Mà khi xả ra thì nhìn nó sẽ rất là gọn gàng đẹp đẽ ha cô chú anh chị. Cho nên là khi trồng chúng ta xả tàn như thế này. Đó, xả tàn như vậy là cái cây chúng ta vừa khỏe mà cái cây chúng ta nó vừa đẹp. Đó, như cây này cô chú anh chị xem. Đó, tạo ra cái phơm tàn thông nè. Đó, rồi chúng ta trồng nó sẽ ra tược lại, nó ra phơm tàn thông sẵn luôn. Đó. Đó, đây là những cây mà em đã xả tàn sẵn cho khách nè. Đó, khi mà xả tàn của chú chị thấy nó hơi thưa thưa như thế này ha, nó thưa thưa như thế này. Tuy nhiên mà nếu là nó chỉa đều ra bốn mặt thì cái cây mai chúng ta khi ra lá nó một cái đầu cành này nè, đầu cành này nè, nó ra 2-3 tược đó, rồi những cái tược đó nó sẽ lớn ra, rồi chúng ta bấm tỉa nữa nó sẽ ra rất là nhiều tược nữa, cho nên từ đó là nó sẽ lấp đầy hết trơn những cái khoảng trống đó, nó sẽ lấp đầy hết. Đó, như những cây này là nữa trồng vài tháng thôi là cây nó sẽ đầy hết, còn như cái cây này thì nó đầy sẵn luôn, là nửa nó kẹo hết trơn luôn. Đó, đó là tại sao mà cái cây mai của nhà vườn thường khi mà chúng ta trồng ra cái phơm tàn nó đẹp, cái bông nó nhiều, là cái lý do từ đầu năm nè chúng ta xả tàn như vậy là ra cái phơm tàn đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xả tàn vậy cái cây nó mạnh, nó ra nhiều tược, tược mập đó, mà các tược đó nó mang theo nụ theo bông
thì nụ tược nhiều thì nụ bông nhiều thì ra bông nhiều hết cô chú anh chị, đó là như vậy ha. Đó, rồi thì em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị nãy giờ đã xem video của em. Nếu mà thấy video em hữu ích thì đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để giúp cái kênh em nó ngày càng được phát triển hơn nha. Đồng thời nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu mua cái mai như thế này về trồng thì nó chỉ có vài trăm ngàn một cây thôi, chưa đến 1.000.000 một cây nữa mà bao ship tới nhà luôn. Đó, cô chú anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em ha, 0939300282 ha. Đó, em sẽ gửi đến cho cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị mình nhận hàng mới thanh toán tiền ha. Đó, rồi thì video em hôm nay xin tạm dừng tại đây ha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.